Em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả và các cô chú bác thân mến, cũng như các bạn thân mến. Chào luôn các em và các bé luôn nha. Em quên là em cũng có fan nhí nữa nha các bạn. Fan nhí của em á là mới có mấy tuổi, hình như chắc cũng 10 tuổi đó các bạn, cũng có fan nhí đó nha. Thì em có đăng cái đoạn video fan nhí đó ở trong cái fanpage của em đó các bạn. Cũng như lời đầu tiên, em có một ly cà phê muốn mời quý vị khán giả và các bạn nha. Nhưng mà em uống rồi, thông cảm nha. Tại vì đi em mua từ sớm rồi. Nên bây giờ mới có cơ hội để mà quay phim, quay clip cho các bạn. Thì uống hết miếng rồi, các bạn thông cảm nha. Ai đang có cà phê thì hãy cùng nhau uống với em nha. Ly cà phê bự chà bá luôn nè, các bạn thấy chưa? Đó. Mời các bạn nha. Mời luôn hình ý nha. Trời đất ơi. Hôm nay là ngày thứ sáu. Nay là ngày thứ sáu. Đúng không ta? Đúng rồi, thứ sáu. Thứ nay là ngày thứ sáu, ngày 10 tây tháng 6 năm 2022. Và bây giờ hiện tại bây giờ là 8 rưỡi sáng. Thì các bạn hôm nay có khỏe không vậy? Lâu lâu em nói chuyện hơi khùng khùng tẩn tẩn trí cho nó đổi cái màu không khí nha các bạn. Không khí đổi chút xíu cho nó khác khác chút xíu. Nói chuyện mà nghiêm chỉnh quá đó thì người ta nói mình sao mà nghiêm. Còn mình nói chuyện mà xàm xàm trí cái người ta cười. Thôi, nói chuyện vừa vui vừa buồn đây các bạn. Nói chung thì hôm nay thì có cái tâm trạng nó không có được tốt lắm. Cho nên em muốn chia sẻ cho các bạn vào khúc cuối. Và một người kể chuyện về một cái sự việc mà xảy ra ngày hôm qua tại cái gần cái khu tiệm phở mà em hay quay với anh Nhật Cường ở đó đó các bạn. Và em cũng hay đi ăn với anh Nhật Cường ở đó đó các bạn. Thì cái chuyện đó tại khúc cuối em coi, em kể sẽ kể cho các bạn nghe cái câu chuyện nó như thế nào và người Việt ở đây họ côn đồ như thế nào. Nhưng mà cái đây để khúc cuối đi. Thì hiện tại bây giờ hôm qua em quên chúc sinh nhật anh Hoàng Tuấn. Anh Hoàng Tuấn là anh quản lý của anh đang trường đó các bạn, HT Production. Thì hôm qua là ngày sinh nhật của ảnh, em cũng quên chúc trên clip hôm nay, mượn cái làn sóng này em chúc anh Hoàng Tuấn một ngày sinh nhật thật là vui vẻ, máy bay chuẩn bị đáp nữa kìa các bạn ơi, một ngày sinh nhật thật là vui vẻ nha. Không biết năm nay ảnh bao nhiêu tuổi, hình như cũng 60 rồi đó, hay là 60 hơn rồi cũng không biết nữa, không quên rồi, máy bay đáp kìa. Lâu lâu người ta ra đây ngắm máy bay một lần, ngắm một lần rồi lại ngắm tiếp nữa, chiếc máy bay này bự nè các bạn. Hãng Nhật Anna đó các bạn, đáp rồi. Có cái bông á, cái mà trên máy bay có cái dấu hiệu của cái bông đó các bạn, là hãng Nhật á. Hãng Nhật á thường thường là ở bên Việt Nam qua đó các bạn. Các bạn còn nhớ, nhắc tới mà nhìn máy bay đáp á, các bạn còn nhớ lúc trước đó là vào cái dịp mà chị Phi Nhung, chị Việt Hương đem cái trò của chị Phi Nhung qua đây, em cũng ra đem ngắm máy bay nè các bạn. Em ngắm máy bay coi cái chiếc của chị Phi Nhung đáp chưa? Cái mà khi mà cái thấy em thấy được cái chiếc cái máy bay mà Korean Airlines mà vừa đáp á, nó trời ơi chị Nhung tới rồi, lúc đó mừng, trời muốn khóc luôn. Mừng muốn khóc luôn các bạn. Nhưng mà cuối cùng á, đón vô đón lộn chuyến. Cái chuyến của chị Phi Nhung đi chuyến chiều mà đi đón chuyến sáng, các bạn thấy chưa, nó ngộ dễ sợ luôn đó. Ok, bây giờ mình nói về những cái thông tin mà ngày em lụm, không phải em lụm mà là em hiểu nha, không phải em lụm nha. Hiểu. Thì các bạn cũng biết đó, ngày hôm qua anh Mạnh Quỳnh có ra một bài hát. Bài hát là tên gì quên này, để em coi. Hôm qua anh Quỳnh có ra bài hát tên là Huệ Trắng Năm Xưa do Mạnh Quỳnh sáng tác. Ok, mà ảnh ra ngay cái lúc này cái hội cái bài Huệ Trắng Năm Xưa, em thấy tội quá các bạn ơi, bị chửi qua trời, bị chửi luôn, trời đất ơi, tại sao đang nhạy cảm, tại sao chiếc máy bay này nó lại đáp nữa, sao mà đáp lia lịa trời, chưa nói xong mà đã đáp hết chiếc này chiếc khác, mà chiếc này nó bự lắm nha các bạn, đem quay cho các bạn xem này, chiếc này rất 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 là bự luôn. Bây giờ em quay nha, đi đó, bự chặt bá luôn này, đó đó, bự chưa, ôi trời ơi, Korean Airlines
Đúng luôn, Korean Airlines. Trời ơi các bạn biết không, chị Phi Nhung mà bà Linh dễ sợ á. Hồi nãy đó em cái cơm nhớ cách đây một hai phút giờ đang có nói đó, là lúc mà em đi đón chị Phi Nhung về đó, bay về đã đem cho chị Dương Khương đem bay cho, giờ là bay chuyến Korean Airlines. Mà vừa nhắc xong một phút sau có một chiếc Korean Airlines mới vừa đáp nữa kìa, các bạn thấy chưa, Linh dễ sợ chưa, Linh quá chị Linh. Quay được cái cảnh đó rất là đẹp luôn các bạn. Korean Airlines là lúc trước á mà chị Phi Nhung về đây đó, là chị đi bằng cái chuyến mai Korean Airlines mà đáp lúc 2 giờ chiều chứ không phải buổi sáng, em đi lộn chuyến. Ây dày dày. Wow, ngồi đây cũng vui lắm nha các bạn. Vui mà hứng thú nữa. Hôm nay em cũng hơi bị sàm sàm xí xí một chút, các bạn thông cảm nha. Nhưng mà nếu như các bạn thích sàm xí thì em cứ sàm cho các bạn coi. Chứ mà ngồi nghiêm chỉnh như vậy hoài nè. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt. Nói chuyện như vậy đó thì sẽ bị người ta chán. Bây giờ mình nói chuyện sàm sàm xí xí nhưng mà chuyện có thật nha. Chuyện có thật. Ok, trở lại với anh Mạnh Quỳnh. Thì trong thời lúc mà nó đang căng thẳng thì anh Mạnh Quỳnh lại ra cái bài Huệ Trắng năm xưa. Hôm qua thấy ảnh bị chửi quá, em cũng thấy bình luận như người ta chửi quá, em cũng thấy sót lắm các bạn. Thôi, đang thời lúc nhạy cảm nhưng mà ai nghĩ gì thì nghĩ, đúng không các bạn? Bây giờ mình đọc những gì anh Mạnh Quỳnh đã viết nha. Để em đưa lên này màn hình chốc, nó sàm sàm xí xí vậy đó. Sàm sàm xí xí vậy đó, ngồi canh máy bay chơi vậy đó. Đây này. Đây, em xin đọc những gì anh Mạnh Quỳnh đã viết trên Facebook ngày cách đây 11 tiếng ngày hôm qua. Ảnh cho ra mắt bài Huệ Trắng nha các bạn. Đây, đúng hẹn với khán giả. Đúng hẹn với khán thính giả yêu nhạc, yêu hoa, yêu nghệ thuật. Mạnh Quỳnh xin trân trọng gửi đến quý vị tác phẩm mơ Huệ Trắng năm xưa. Một mối tình ngây ngô của tuổi mơ vào yêu, được Mạnh Quỳnh thêu dệt thành một bài hát nhẹ nhàng nhưng chứa chan nhiều kỷ niệm. Ai trong chúng ta chắc cũng phải trải qua một lần yêu nên sẽ cảm nhận được nội dung và giai điệu của ca khúc này. Hãy lắng nghe và thưởng thức giọng hát một Mạnh Quỳnh mà quý vị từng yêu mến hơn 20 năm qua. Bằng tâm hồn yêu âm nhạc để có thể chiến thắng lý trí đang bị lung lạc. Mến chúc quý vị yêu âm nhạc một cuối tuần an nhiên, hạnh phúc. Bài hát Huệ Trắng năm xưa, nhạc và lời Mạnh Quỳnh. Hòa âm, nhạc sĩ Đức Tâm. Thu âm, Mạnh Quỳnh. Độc quyền và phát hành MQ Music, tức là Mạnh Quỳnh Music. Ok, cái bài này đã được đăng trên kênh YouTube của anh Mạnh Quỳnh rồi. Bây giờ mình nghe thử sơ sơ kênh nó như thế nào nha các bạn. Bay vô. Trời ơi, nó vô rồi, kia nó vô liền. 16 tiếng đồng hồ, ô lộn xin lỗi, 14 tiếng đồng hồ mà có 66.000 view thôi hả, chết cha rồi. Không ai ủng hộ bài này rồi các bạn ơi. Chết rồi, không ai ủng hộ bài này rồi. Nghe nha. Vào yêu nhiều mơ ước xa xôi, tình đầu tiên chót trao một bóng hình, gái bìa bên mang tên một loài hoa. Em ca thế cho anh Mạnh Quỳnh nha, cho chửi em. Thì là tên em túi xuân vừa chớm nở, dây thương không dám hé môi đó. Rồi ngừng. Ca kiểu này tí nữa khán giả ném đá em bây giờ đó. Thì những cái lời nhạc trong đây phải nói là rất là hay, để em đọc cho các bạn nha. Chứ ca hồi nữa là bị ném đá đó. Đây nè, sáng tác Mạnh Quỳnh. Nghe nha các bạn. Hồi thuở ban sơ đã theo người, chết cha ca lộn lờ rồi. Tình tôi, thôi đọc đi nha. Tình tôi khép lại chữ tương tư, một thờ áo trắng nhiều mơ mộng, giữ mãi trong tôi suốt một đời. Trời đất ơi, cái tuổi vừa mới yêu, thương một cô mà áo
áo trắng, tức là một cái áo tuổi học trò. Mà tuổi học trò, cái năm mà đi học ở Việt Nam đó các bạn, hình như ai cũng mặc áo trắng cả. Ai cũng mặc áo trắng tuổi học trò là cũng hình như hiện tại bây giờ vẫn còn mặc áo trắng nha. Hay nha, em đọc lại nha các bạn. Bài thơ rất là hay. Huệ thuở ban sơ đã theo người, tình tôi khép lại chữ tương tư. Một thời áo trắng nhiều mơ mộng, giữ mãi trong tôi suốt một đời. Chà, hồi xưa không biết em có yêu, biết yêu những người áo trắng không, nhưng mà nói chung cái tuổi học trò mà bên Việt Nam á, ai cũng mặc đồng phục áo trắng, nhưng mà ở Mỹ không mặc đồng phục các bạn. Học lớp 9 cho tới lớp 12 mình muốn mặc đồ gì mình mặc, đừng mặc đồ hở, và đừng mặc cái đồ, còn những phụ nữ đừng có mặc đồ hở chứ đừng có đồ cao quá, là không, trường không cho. Thôi bây giờ nghe cái bài lời nhạc nha các bạn, coi nó hay cỡ nào nhé. Tôi kể bạn cũng nghe câu chuyện tình thơ mộng, thuở mới vào yêu nhiều mơ ước xa xôi. Ủa mà ca dở quá, ca làm gì? Đọc đi. Cuộc tình đầu tiên tôi chót trao mộng bóng hình, cô gái nhà bên mang tên một loài hoa, hoa Huệ là tên em, tuổi xuân vừa chớm nở, để nhớ, để thương mà không dám hé môi. Yêu trộm nha các bạn. Và rồi ngày tháng thế cứ dần trôi qua vội, ôm nỗi niềm riêng cho mối tình đầu đơn phương. Nhà em trồng đầy hoa Huệ trắng. Nhà em trồng đầy hoa Huệ trắng mà em cũng tên Huệ luôn hả? Đêm đêm hương tỏa ngát quanh vườn, tôi thẫn thờ ngây ngất đứng bên hiên. Lời yêu tôi nào đâu dám ngỏ, tuổi thân mình lận đận chữ công danh. Tức là đang nghèo nha các bạn. Hè qua thu lại đông dần tàn, đến xuân về tớ bỗng nhận được tin, em lấy chồng giàu sang xa lìa thôn xóm cũ, bỏ lại sau lưng anh hàng xóm năm nào. Lòng buồn thầm trách hỏi sao xưa, mình không ngỏ để duyên lỡ làng cho mối tình câm nín thôi. Xin chúc Huệ cùng ai vui tròn câu ước nguyện, hai đời yên vui xây đắp mối lương duyên. Trở về ngõ vắng lối mòn xưa mình tôi buồn, Huệ trắng còn đây nhưng bóng người giờ nơi đâu. Hay ha, cái lời nhạc hay à nha. À hay, hay đó, hay lắm, chết luôn. Ây dày 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 dày. Các bạn thấy chưa, nghe chưa, cái bài, những cái lời nhạc trong đây rất là hay đúng không các bạn? Thì 14 tiếng mà có 66.000 view, tức là khán giả không có ủng hộ cái bài này rồi. Thôi mọi người cứ hoan hỷ nha. Em hôm qua em có lướt sơ những cái bình luận, thì em có thấy khán giả đó các bạn nói tại sao mà lúc trước anh Quỳnh nói là yêu người tên Mai mà bây giờ viết bài tên Huệ. Thì nói chung có thể em không có biết, em không có hỏi gì hết nha. Có thể cái khả năng đó là cái người cô tên Huệ này là cái tuổi mà lúc tuổi học trò mình ngân ngấy tình đơn phương, mà các bạn lúc đó mình yêu cô tên Huệ, và sau đó mình chắc đi qua Mỹ hay đâu đó mình yêu cô tên Mai, và sau đó lấy cô Cẩm Diệu. Huệ Mai Cẩm Diệu tên nào cũng đẹp hết. Thì em chỉ nói vậy thôi. Thì các bạn hãy hoan hỷ nha. Tại vì mình không phải là người trong cuộc, nhiều khi nó trùng hợp cái tên mà mình không có biết được, nên mình cứ nghĩ là cái đang tình trạng nhạy cảm nữa. Mà anh Quỳnh ảnh đưa cái bài cô tên Huệ lên, cho nên khán giả bị dị ứng với cái cô gì mà học trò của cô ảnh đó các bạn. Cho nên đã bị nhiều khán giả chỉ trích, nhưng mà không sao đâu. Tại vì mình làm thì mình biết, mình là người trong cuộc thì mình biết chết cha sao West. Quay, trời tí, quay. Đó, sao West đó các bạn, cái hãng đó hãng sao West. À, không phải. Thì các bạn cũng biết á, rằng á là mỗi người đều có một cái, những cái sự mà thầm kín, những sự cá nhân riêng tư mà ai ai cũng không biết được. Nhưng mà không biết cái mối tình đầu của em thích cái người tên gì ta. À, trước khi em có bạn gái thì có một người tên là Tiên, tên đẹp lắm các bạn. Thì em rất mến cô ấy.
nhưng mà mến thôi chứ kiểu như mà không phải là yêu, không phải thương gì hết, mình mến. Tại vì sao? Tại vì mình ở chung một xóm. À nhớ rồi, chung một xóm. Bây giờ nói chung vẫn còn liên lạc với cô ấy, mà cô ấy cũng đã có gia đình và cũng có hai đứa con trai rất là dễ thương nha các bạn. Và sau đó thì bạn gái đầu tiên của em tên là Yến. Yến, Yến, Yến. Chết cha, kể như vậy vợ nghe không biết chửi không nữa. Thôi kệ đi, kệ đi, kệ đi, chuyện quá khứ mà. Chuyện quá khứ, chuyện quá khứ, ai cũng có quá khứ hết, ai cũng có quá khứ hết, đừng có chấp gì hết, đừng có chấp gì hết, đừng chấp gì hết nha. Thôi bỏ qua, bỏ qua, nghỉ, nghỉ, ngưng, 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 kể, ngưng, kể. Ok, thì nói chuyện xàm xí vậy cho nó vui vui một chút thôi các bạn, đừng trách nha các bạn. Uống cà phê đi nha, mời 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 vô vô. Ok, thì coi như cái chuyện Huệ đó là bỏ qua đi, tại vì nó rất là nhạy cảm. Thì anh Mạnh Quỳnh đã đăng lên cái bài này trong cái lúc đang nhạy cảm, dầu sôi lửa bỏng nữa các bạn. Cho nên thấy một chút không sao đâu nha. Ok, thì anh Mạnh Quỳnh thì nói chung là tiếp xúc với ảnh đi thì mới biết là ảnh dễ thương cỡ nào. Dễ thương cỡ nào á các bạn. Thế là nãy giờ em cứ ngắm máy bay không à các bạn. Máy bay nó bay đáp nãy giờ không biết chừng nào mới được ngồi trên chiếc máy bay mà anh bay nữa. Thấy ai cũng đi thấy ai cũng đi Việt Nam á, ai cũng đi Việt Nam hết. Em cũng phải nói là mong muốn ước ao được về Việt Nam một lần, nhưng hiện tại không có đi được, hiện tại không có đi được. Ai dài dài thì ngày hôm qua đó các bạn, Wendy có ra một cái clip. Thì cái clip đó là cái ngày đầu tiên mà Wendy đi học hát với lại chị ca sĩ Ngọc Anh, tức là chị ruột của ca sĩ Hoàng Hoàng Anh Khang đó các bạn. Thì cái clip đó đó là do em edit cho Wendy đó các bạn. Em không ngoài phải là người quay, người quay tức là chị GZ chỉ quay, nhưng mà em là người edit, edit lại và em bỏ những cái chữ trong đó rồi dịch lại những cái subtitle mà khúc cuối các bạn thấy có hai câu đó. Là khúc cuối đó, lúc mà Wendy hát xong hết, tập hát xong hết khúc cuối đó là Wendy bật khóc. Khóc dữ lắm các bạn, tại vì nhớ mẹ, tại biết các bạn biết làm sao không? Tại vì lúc trước đó, chị Phi Nhung cũng có một cái mơ ước, có một cái mong muốn, không phải mơ ước mà là mong muốn. Mong muốn nha, mong muốn Wendy hát cùng với Phi Nhung, chị Phi Nhung một cái bài đó là Mẹ Là Quê Hương. Nhưng lúc đó thì Wendy ngại, Wendy cứ từ chối chị Phi Nhung không à. Cho nên bây giờ đã là sao, bởi vì lúc mà tổ chức cái show Mơ Ước Của Nhung đó, cho nên Wendy đã quyết định tập hát và hát cùng với mẹ, song ca với mẹ luôn. Nhưng tiếc quá không có hát được cái người thật việc thật, nhưng mà chỉ ghép vào hai cái giọng của chị Phi Nhung và Wendy thôi. Nếu như mà năm xưa mà Wendy mà tập hát á, mà chịu hát cùng với mẹ nó, chắc bây giờ là được khán giả yêu mến nhiều nhiều hơn nữa. Nhưng mà các bạn cũng thấy đó, cái bài hát mà Mẹ Là Quê Hương đó thì Wendy hát đó cũng đã gần 1 triệu view trên YouTube rồi. Để em coi coi. À, còn trên Facebook là trên cả 1 triệu view rồi. Để em coi YouTube là khoảng bao nhiêu nha. À, Đức Tiến cũng có, à đúng rồi, lúc đó bệnh Đức Tiến cũng có quay nữa. Ok. Thì ta được 814.000 view rồi các bạn, 5 ngày thôi, cái này sẽ hit 1 triệu view. Và ngày hôm qua thì Wendy có đăng một cái clip hậu trường mà lúc mà tập hát đó các bạn. Thì các bạn đang coi coi những cái giây phút mà em edit cái video cho Wendy đây nè. À, hình như bên đây. Để em coi coi. Cái này chừng ok, chừng 17 giây đi ha. Đó, lúc này là cái video clip này á, là Wendy lúc mà Wendy khóc á các bạn. Thì phải nói là khi mà em xem cái đoạn video Wendy khóc này đó, nước rất 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 là tội nghiệp luôn. Các bạn xem nha. Đây các bạn xem nha. Wendy khóc nè. Đó. E đẹp mà muốn khóc theo luôn các bạn ha. Đó.
Đó, các bạn thấy đó. Thì hôm qua là em edit cho Wendy. Cái clip này là Wendy gửi cho em hình như là 2-3 bữa nay rồi, nhưng mà không có thời gian em làm. Chỉ có ngày hôm qua em mới chiều em bực bội, em mới về nhà, em cũng rảnh. Xong rồi em làm cho Wendy luôn. Rồi em upload lên trên YouTube cho Wendy luôn. Rồi nói chung rất là tội nghiệp khi mà em coi cái cảnh mà Wendy khóc khúc cuối đó, các bạn thấy thương lắm luôn. Em cũng muốn khóc theo đó các bạn. Thì những cái gì cũng vậy, cái kỷ niệm của mình, nói chung mình đang có hiện tại những cái gì đó thì mình nhớ quý lấy những cái người, cái tình cảm thân thương đó. Mình đừng có để cho mất mát rồi mới hối hận. Giống như có một câu thì thường hay nói đó là hãy yêu thương nhau khi ta còn có thể, đừng để trễ rồi mới hối hận nha. Rồi chế nữa, rồi chế tớ luôn. Vậy cũng có cái câu em cũng hay nói luôn á, là thức đêm mới biết đêm dài, thức tỉnh mới biết cuộc đời nhiều đắng cay. Đời nhiều đắng cay đó các bạn. Cho nên khi mà mình ngộ ra được đó, mình thấy, mình nhìn những cái xung quanh, mình thấy trời đất ơi, cái cuộc đời này nó đắng cay dễ sợ luôn. Nó rất là nhiều chuyện xảy ra trên cái thế gian này. Kể cả người tốt cũng gặp bị hại, người xấu cũng bị hại. Nói chung cái gì cũng có hết, cái gì cũng có xảy ra hết. Đó là cái cuộc đời, mà đó là một cái bánh xe quay tròn này nè các bạn. Đó, quay tròn này nó giống như hồi xưa Đức Phật có nói về cái bánh xe luân hồi đó các bạn, còn nhớ không? Không biết Đức Phật nói hay là tổ nói ta, em quên rồi. Cái bánh xe luân hồi này nó vòng tròn vậy nè, cứ đi vòng giống như người Mỹ nó có cái bài nè, The Wheel on the Bus Go rao. Đó, dễ thương vậy đó. Cái bài đó là họ được hơn nít á, ai cũng thích hết. Thì cái bánh xe luân hồi đó ai cũng biết hết, cho nên mình làm cái gì mình sẽ gặp quả báo đó. Tuy rằng quả báo không đến trước mắt nhưng sẽ đến tương lai thôi. À, các bạn đúng không? Thì cái cuộc đời mà các bạn là như vậy. Cho nên ai đang có những cái tình cảm, tình thương của mẹ, tình thương của cha, tình thương của gia đình, tình thương của bạn bè, thì hãy trân quý những cái tình thương đó nha. Đừng có để trễ rồi mới hối hận, sẽ muộn lắm. Khi mà cha mẹ mình còn sống, mình làm được cái gì cho cha mẹ mình thì hãy làm. Chẳng hạn như cha hôm nay mẹ muốn ăn cái món này, mình nấu được cho mẹ thì cứ nấu. Tại vì người mẹ thích ăn những gì con nấu hơn là ra tiệm mua về. Ra tiệm mua về thì ra mua cái bập về ăn. Nhưng mà nếu như mình chính tay mình nấu cho mẹ mình thì cái đó phải nói là cái tình cảm đó, cái tình đó rất cực kỳ thiêng liêng. Cha mẹ nào cũng muốn được. À đó, các bạn thấy chưa? Uống miếng cà phê nha. Hôm nay em hơi xàm nữa rồi đó. Nhưng mà xàm xàm vậy đó, các bạn thích không? Như xàm xàm vậy các bạn thích đó, thì em cứ xàm hoài ha. Tại vì mình vừa nghiêm, mình nói chuyện nghiêm túc, mình vừa nói chuyện xàm như vậy đó, thì nó sẽ làm cho cái không khí nó vui hơn, phải không các bạn? Thì hôm qua em có đọc cái bình luận, em cũng thấy có một số khán giả kêu em đi đóng hài đi, chị ủng hộ cho. Dạ em cũng muốn đóng hài. Ô, em có đóng hài một lần. Không phải, hình như 3 tập chứ. Em đóng hài 3 tập, nhưng mà chỉ phát có những con tập hay là 2 tập đó. Có một tập là bị hư, bị mất liền con cái tài liệu đó, cho nên cuối cùng đăng không được. Hồi xưa cách đây khoảng chắc cỡ 5 năm, hơn 5 năm chứ. Hơn 5 năm không ta? Em quên rồi, nói chung là cỡ 5 năm đi. Thì em có đóng một hài cùng với lại Phong Lê đó các bạn. Các bạn cũng biết Phong Lê là hài tục tiểu, nhưng mà lúc đó em không có chữ thề, em chỉ đóng cái vai bình thường thôi, nhưng mà vẫn cũng diễn được. Thì cái video đó bây giờ cũng là 1,000,000 rồi. Và em có đóng cái phim Đại Chiến Nelbit. Cái phim Đại Chiến Nelbit là cái phim cuối cùng mà nghệ sĩ hài Anh Vũ đóng trong đó đó các bạn. Thì em có đóng một vai ở đó tại tiệm cà phê Factory đó các bạn. Thì lúc đó em đóng vai gì các bạn biết không? Em đóng vai đờn ông nhẹ. Lúc đó ông Quốc Thuận á, ông gì nè, trời ơi mình á, đàn ông gồng thấy bà luôn như vậy nè, mà ông cho mình đóng cái vai gì nè các bạn. Đóng vai gì đó, đó đờn ông nhẹ đó các bạn. Thì lúc đó đó em ra ngoài parking âm diễn, xong rồi chị Thiến Nga, chị Danh Hài Thiến Nga đó các bạn, chứ nói diễn được không đó, đó diễn được không đó, không ngờ em diễn cái bụp mà dính luôn. Rồi các bạn biết lúc đó em diễn với ai không? Là em diễn với lại con trai của chị Hồng Vân, là chết cha quên tên gì rồi,
Tự nhiên đùng em biết tên mà tự nhiên đùng cái em quên tên. À, Chi-Phi, đúng rồi Chi-Phi, lúc đó là Chi-Phi còn trẻ. Cả cái đại chiến Nailbit này quay năm 2019. Hình như 19 hay 18 ta? 19. 19, 18, 19, 18 gì đó, 2 năm đó em quên rồi. Thì nói chung là cũng có diễn được một cái đó, nhưng mà cái video, cái phim đó em đóng đó, tới giờ em chưa coi lại được cái phần gì, cái phần đóng của em nữa. Em hỏi anh Quốc Thuận, anh Quốc Thuận ơi, cái phần em đóng là nằm trong khúc nào, lo quên cũng quên luôn. Em cũng không biết luôn, khi mà muốn coi được cái khúc em đóng là phải coi hết từ đầu, lục lại mới biết được cái khúc nào, tại vì em đóng chừng đâu mấy phút thôi. Diễn viên quần chúng mà các bạn, nhưng mà diễn được đó nha, diễn được. Thì nói chung, dây nhỏ không à, dây nhỏ không à, nhỏ chiu vậy nè, nhìn không ra đâu. Ai uống cà phê nha bạn. Ok, cái chuyện tiếu thì sàm sàm xí xí nhà mình bỏ qua, bây giờ mình tới cái chuyện mà côn đồ bô sa nha các bạn. Thì em kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện này là có thật, là xảy ra tại ngày hôm qua, ngay cái giờ chiều, ủa mấy giờ ta, vòng vòng khoảng 4 giờ chiều đi. Thì lúc đó em mới, lúc đầu đó, ây da, cái thằng này mới là cái thằng Southwest đây. Southwest, woo, đó, Southwest, thằng đó mới là Southwest đó. Thằng đó mới là cái thằng Southwest đó nha các bạn. Ủa mà các bạn đâu biết Southwest là hãng gì đâu. Nói chung là, bây giờ nó xảy ra những chuyện như thế này nè các bạn. Thì ngày hôm qua khoảng 4 giờ chiều em chở hai đứa con em. Một đứa con trai thì đi cắt tóc, một đứa con gái thì em chở đi lấy phở. Thì cái tiệm cắt tóc kế bên tiệm phở, cho nên em bỏ con trai em và mẹ nó ở đó để cho nó cắt tóc. Nó cắt tóc xong thì em mới chở con gái em đi mua phở. Nói chung là gọi, khi mình mua phở đó các bạn, mình gọi order trước thì mình tới đó mình pick up thôi, không cần phải tới đó chờ. Thì lúc mà em tới cái khu phở đó là cái khu phở trong khu phở Ho Liệt, chỗ khu In and Out ở đường Golden Road and Beach. Đọc sai một chút đừng có trách nha. Tại vì em phải nói như vậy đó để cho những cái nó tí tiếu một chút phải không? Thì lúc đó em chạy vô cái parking phải không? Thì em đang chạy vậy nè, em thấy chỗ trống. Em thấy có hai người đàn ông đứng ngay chỗ cái parking đó trống, em đút có đầu vô. Thì nói cái hai người đàn ông đứng cản đường mà các bạn. Thôi em cái kéo kiến xuống, anh ơi, cho em đậu xe chỗ đây một cái. Tại người họ là Việt Nam. Em đậu xe một cái đây. Cái đậu xe cái không các bạn, rồi sau đó đó anh nói không, cái này tôi dành cho bạn gái tôi đậu rồi. Cái xong rồi đó em mới nhìn qua bên kia, cái chiếc xe kia vừa đúng lúc ve ra. Tại cái chỗ các bạn biết, cái chỗ In and Out đó ngay cái giờ cao điểm á, khó có chỗ đậu xe lắm. Thì em mới định đậu vô, xin nha hai anh á, anh nói cái anh này đeo mắt kiến, anh mới nói trời ơi cái này tôi dành cho bạn gái tôi rồi. À cái xong rồi cái anh kia mới vừa ve xe ra, em nói ok bỏ đi, hai thằng khùng. Xong rồi chạy đó, chạy qua bên bên kế bên em đậu đó các bạn. Wow, mấy bài bự quá. Thì em chạy cái bên em đậu phải không, cái xong rồi em xong hết rồi cái em dẫn con gái em đi vô mua bánh, xong rồi lấy phở sát bên luôn đó các bạn. Thì lúc em đi tới em mới nói anh ơi, ở đây mình ở Mỹ chứ không phải là cái ở Mỹ là không phải ở Việt Nam mà có luật hết rồi. Thì anh không được có đậu xe, anh không được có đứng đó mà cản người ta, không cho người ta vô. Cái này là ai tới trước thì người đó đến trước. Anh nói tôi biết mà, nhưng mà tôi là người Việt Nam. À cái câu đó em mới tức. Ok, cái sau em nói ok, cái này nếu như mà em mà quay mà đưa lên mạng đó thì nghe hay sao ha. Cái nói thách đó, muốn quay thì cứ quay đi. À cái lúc đó em mới lấy cái máy ra em quay ha các bạn. Cái xong rồi đó cái lúc đó em cầm máy em quay, cái em quay em đang quay ảnh, xong rồi em nói anh, cái nào nói đây cái anh hai nay đứng đây làm gì, tí nữa các bạn sẽ coi cái đoạn video đó, đứng đây làm gì, thôi bây giờ các bạn xem luôn đi, trời ơi em giải thích làm chi nữa, thôi coi xong đi rồi em giải thích cho các bạn nghe. Ok bây giờ mời các bạn xem nhé. Nè, tại sao hai anh đứng ở đây nói giùm đi. Hả? Tại sao hai anh đứng đây? Tôi có cái nhỏ ghệ giống giữ chỗ phải không? Đúng rồi. Ở đây á là mình người nào tới trước thì người đó được đậu, chứ không có giữ chỗ nha. Đúng em rồi. Chỉ nói vậy thôi đúng không? Đúng rồi, ok bye anh nhé. Tôi có tiền lẻ. Đó, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Hai cái anh này á, lúc em tới em nói ổng còn nhận nữa này, tôi giữ chỗ cho bạn gái, phải không? Cái xong rồi đó, cái em cầm máy em quay vô khác á, là anh nói tôi có tiền lẻ trong túi nè. Các bạn thấy khi dễ người dễ sợ chưa? Rồi cái anh mắt kiến này đó, ảnh tôi nói là tôi có tiền lẻ trong túi nè, mà lúc đó em cái máy em đi qua rồi.
đây năm để đi rồi ha, các em nói bỏ khúc đó là cái khúc đó đó, xong rồi lúc mà đi rồi các bạn biết biết làm sao không, ổng mới nói đó là về dạy lại con gái ha không. Ủa mà trong khi đó con bé con ta mới có 7 tuổi không có nói một tiếng nào hết, lúc mà em đi rồi đó em mới nghe ảnh nói đó, là dạy lại con gái, về dạy lên cho chữ tức là chữ con gái em mắc dạy đó các bạn, mà trong cái đó con bé không nói tiếng nào nha. Cái xong rồi mà cổng may đó là lúc đó em đi đó, cái em quên tắt cái nút mình thâu hình á, cái quên tắt cái em cầm đi vẫn thâu được cái tiếng của ảnh nói nha các bạn, cho nên nó nghe được hết. Cái xong rồi đó em mới đi vô trong cái tiệm, em mới nói chuyện với lại hai người nhân viên mà bán bánh đó các bạn. Em nói ủa có hai cái hàng cha ngoài kìa đứng không cho đậu cho đây, cái đó là đúng luật hay không? Nói không, cái này không được, ai tới trước đậu trước. Xong rồi hai người đó cũng nhìn ra để coi hai người đó đi, hai người kia làm gì, coi có xe khác vô đậu hay không. Thì đó là các bạn biết á, lúc mà trước khi em quay em đi tới em nói ảnh á, cái này đó anh làm như là không đúng luật rồi, ai tới trước đậu trước. Nó không biết mà, nhưng mà tôi là Việt Nam à, cái câu đó không á là biết là một người đạo đức giả rồi nha các bạn, tức là biết luật mà phạm luật. Rồi cho các bạn nghe cái khúc đó nha. Nè, đó nói là tôi có tiền lẻ tôi cho anh nè, làm như là em là kẻ xin tiền nha các bạn. Các bạn thấy không, cái người này á phải nói là rất là khinh người nha các bạn. Thì cái này đã mình đã biết mình làm sai luật rồi, nhưng mà rất là khinh người nữa, là một côn đồ bô sa. Phải nói là nếu như mà người nào mà biết hai người này là coi như là hãy nên không phải người này, nói chung là cho anh mắc kiến thôi, thì phải tránh xa cái anh mắc kiến này, đây là một côn đồ thứ thiệt đó các bạn. Rồi sau đó thì em đi mua bánh xong hết, em nói chuyện với nhân viên trong tiệm bánh á, em nói hai người đó vậy đó, xong rồi hai người đó coi làm sao, xong em mua bánh xong em qua bên lấy phở xong rồi đi ra ngoài đó, cái gặp mấy người đó bước vô, hai người đó bước vô xong rồi em mới nói ủa bạn gái tới rồi hả anh, đó xong rồi đó em nói vậy đó, nói mai mốt á đừng có dành chỗ giữ chỗ như vậy nha, không đúng luật nha. Cái xong rồi em mới thấy vậy em đi ra rồi cái xong rồi mới chửi em, nói đúng là chó điên, trời đất ơi, đi chửi em chó điên. Em mới quạo, em quay qua em cầm máy em quay tiếp các bạn biết không, em quay tiếp em nói đó anh nói gì đó anh hãy nói lời thêm một lần nữa đi đó. Xong rồi đó em mới nói đó, sao hồi nãy anh chửi con tôi mắc dạy anh dám chửi thêm lần nữa hay không. À xong mà không dám chửi nha các bạn, lúc em cầm máy quay là không dám chửi nha, đâu ngu gì chửi. Cho nên em mới nói ảnh á, người đàn ông mà dám làm mà không dám nhận đó. Xong rồi ảnh biện hộ cho bạn ảnh nữa, nói hồi nãy tôi có nhường mà tại anh không chịu đậu. Ủa nhường hồi nào, trời đất ơi, nhường hồi nào, nếu như có nhường làm gì có chuyện đó. À, các bạn thấy chưa, cho nên những người côn đồ này nó phải nói là rất là thất đức, mình đã biết luật mình còn phạm luật còn nói tôi là Việt Nam nữa mới ghê chứ, nói tôi là Việt Nam đó các bạn. Thì đã nói rằng đó, bà biết cái luật cái đậu xe ở đây đó không có giật quyền giữ chỗ cho người khác các bạn, khi mà chống xe nào tới trước thì đậu thôi, nhưng cái chuyện mà giữ chỗ đó các bạn có thấy trên YouTube nhiều rồi phải không, đó chính là cái bà Trung Quốc. À Trung Quốc đó cũng đậu giữ xe vậy đó, cũng bóp kèn tiên tiên đó vậy đó. Xong rồi các bạn khúc cuối đó em cầm máy kêu em dám chửi thêm lần nữa, em không dám chửi. Cái xong rồi cái không rồi khúc cuối bạn bỏ đi rồi đó, cái bạn còn thách em gọi cảnh sát nữa các bạn, thách em gọi cảnh sát nha. Nhưng mà lúc đó đó tại vì đó là có thằng nhóc nó đang ở chỗ mà cắt tóc thì em phải tới em đón nó, đang ngồi chờ lâu nó không chịu được nên phải tới đón nó, thôi bỏ khúc đó. Cái xong rồi em đi 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 đón nhóc xong rồi đó, rồi em mới gỡ những cái video clip đó ra bên phía của cảnh sát hết rồi các bạn. Cái video clip mà anh chửi con em đó có nghe được lúc mà cầm máy em đi vậy nè, vẫn nghe được, cho nên em đã gỡ những cái đoạn đó ra bên cảnh sát rồi. Thì các bạn biết gì không, lúc đó lúc mà tới cái chỗ park trên á, em hay một cái đó là em chụp bảng số xe lại đó, chụp cái bảng số xe là cái chỗ mà anh giữ chỗ đó và hai chiếc xe hai bên rồi đó, cái đó cái bằng cớ đó nha các bạn. Thì cái đó là một trong những cái chi tiết mà cảnh sát có thể điều tra ra được như thế nào. Thì em đã gỡ mấy cái đoạn video đó qua bên cảnh sát rồi, còn cái đoạn video mấy em gì tế nhị cho nên không có chiếu cho các bạn coi, cho nên em đã đưa cho bên phía cảnh sát hết rồi để coi như thế nào. Cho nên ai ở Việt Nam, ở Việt Nam, ai ở Mỹ thì kiểu đều biết không có ai có quyền
giữ đứng xe chưa tới mà đứng giữ chỗ cho người khác hết các bạn, mà giữ chỗ cho bạn gái anh nữa mới ghê chứ. Cho nên em thấy á, cái người đàn ông này đó rất là nhục. Tuy là sao nhục, tại vì mình ở Mỹ, mình ở xứ sở văn minh, nhưng mà nói là tôi em còn nói ảnh đây là Mỹ, mình không được làm vậy, nói tôi là Việt Nam. À, tức là ý ổng nói là Việt Nam có quyền phạm luật đó các bạn. Thấy sỉ nhục cho người Việt Nam chúng ta chưa? Cho nên á, các bạn hãy nhìn kỹ cái khuôn mặt đó. Thì ai mà làm việc với anh này thì hãy cẩn thận nha. Tại một người này là đạo đức rất là giả. Thì sau đó em có về em quay cho con bé em, hỏi con bé em. Thì các bạn xem nha, cái lúc cái đoạn video mà em hỏi con bé em nha. Lê nó đi hỏi nè. Hồi nãy mình đi mua phở phải không? Dạ. Đúng không? Dạ. Cái mình quẹo cho nó đậu, có hai người đàn ông không cho mình đậu phải không? Nó có chỗ này là research rồi phải không? Đúng không? Cái xong mình mới qua chỗ khác mình đậu phải không? Thì con còn nhớ, con nhớ hai người này không? Đây nè. Dạ. Nó nhớ hai người này không? Dạ. Đúng không? Dạ. Là hai người đàn ông nãy phải không? Có chửi con không? Dạ. Có không? Dạ. Có phải không? Các bạn nghe chưa? Em chỉ cho coi khúc đó, những cái này em đã gỡ ở bên phía cảnh sát hết rồi. Thì cho các bạn xem cái khúc đó thôi. Thì anh này đó, ảnh đã chửi cho nên con bé nó cũng nói là có nha các bạn. Lúc đó đó, em đi rồi mà ổng chửi con em mất dạy. Thì lúc ra lúc mà đi ra lại đó, thì em lúc mà ảnh chửi em là chó, lúc đó em bỏ đi xong chửi em chó điên á. Xong quay lại em tức quá cầm máy em quay tới em hỏi dám chửi con tôi thêm một lần nữa không? Ổng không dám chửi nha các bạn. Cho nên mà ai á mà thấy cái mặt cái tên côn đồ này đó các bạn thì hãy nên né nha các bạn, đừng nên chơi với hắn ta. Cái người này nếu như mà làm chủ đó thì là một người phải nói là không có đạo đức, còn làm nhân viên á thì là một nhân viên gian xảo. Các bạn thấy không? Mình dám làm mà không dám nhận, đi đổ thừa nữa các bạn. Mà đi đứng chờ phát trên cho bạn gái nó mới ghê chứ, các bạn thấy chưa? Rõ ràng ha, là ổng nói là ổng chờ đứng cho bạn gái nha các bạn, em không có bịa nha. Thì đó, thì cái đó là cái phần đó là xảy ra ngày hôm qua, cho nên ở Mỹ này mình phải nên tế nhị nha các bạn. Ai làm sai thì mình nhận lỗi, đó mới lỗi, nhưng mà ông này cũng đâu khùng đâu nhận lỗi các bạn. Ổng đâu khùng. Nói chung là không ai dám nhận lỗi trên cái máy quay phim cả. Còn sau lưng thì chửi dữ lắm, bỏ tay luôn. Thì nói chung là làm sỉ nhục cho người Việt Nam ở đây quá. Mình ở Mỹ, mình là xứ sở dân minh. Em nói ở đây là nước Mỹ có luật đàng hoàng. Đó, tôi là Việt Nam. À, tức là Việt Nam được phạm luật phải không? Đó, các bạn thấy chưa? Thôi kệ đi, coi như bỏ qua để cho cảnh sát làm việc. Thì nhắc tới những cái vụ này đó, thì có một cái vụ mà rất là hay. Em muốn chia sẻ cho các bạn ở trên theo cái tờ báo Người Việt nha. Thì cái vụ này đó là có một cặp tình nhân đã đậu xe và hai người đã phải nói là va chạm với nhau. Thì không ngờ cái người đàn ông này mang bệnh thì đã lây cho người phụ nữ này, bạn gái của mình đó. Thì hai người bồ mà các bạn, thì họ làm việc ở trong xe thì đã lây cho bạn gái của mình bệnh. Và sau đó người bạn gái này đã kiện cái hãng bảo hiểm xe. Vậy mà mấy năm sau các bạn đố các bạn, cái người này, bạn gái này kiện cái bảo hiểm xe thắng được bao nhiêu, mà hai người đó là ấy trong xe đó các bạn, tức là trai giao hợp của nam và nữ đó các bạn, trong xe đó. Thì mấy năm sau bà nộp kiện, lúc đầu bà nộp kiện bà đòi một đền $1,000, rồi sau đó bà bên kia không chấp nhận cái hồ sơ, rồi bà đi tìm những người luật sư khác. Thì những người luật sư thấy trong cái hoàn cảnh như vậy đó là nói là bà có khả năng được bồi thường tới 5 triệu, và 4 năm sau bà được bồi thường tới 5.2 triệu nha các bạn. Đây em cho các bạn xem, giết thật người thật, nhưng mà cái chuyện này nó quá vô lý luôn. Nói chung là ai là đàn ông hãy cẩn thận ở trong xe nha các bạn. Cho nên có nhiều chuyện ở Mỹ này nó kiện tụng rất là ghê, huống chi là chửi một đứa bé mất dạy, đúng không các bạn? Bây giờ các bạn xem nha. Đây là dựa theo tờ báo của Người Việt. Quan hệ trên xe bị lây bệnh, một bà kiện Geico được 5.2 triệu, tức là kiện bảo hiểm đó các bạn. Ở St. Louis, Missouri, là Geico phải bồi thường 5.2 triệu cho một bà ở Missouri bị lây bệnh sau khi quan hệ với bạn trai trên xe. Ông ta có mua bảo hiểm của công ty này. CNN dẫn hồ sơ tòa án cho hay hôm thứ Năm 9 tháng 6, tòa kháng án Missouri tán thành số tiền bồi thường đó trong tuần này. Wow, phụ nữ sinh sống ở Jackson County này cho biết hay bà ta nhiễm HPV từ bạn trai. Theo hồ sơ tòa án hôm thứ Ba, tòa án ra tuyên bố tán thành phán quyết ban đầu của tòa Jackson County ra lệnh Geico phải bồi thường số tiền đó.
Tháng 2, 2021, phụ nữ này hồ sơ tòa án chỉ ghi là MO nộp đơn khiếu nại trực tiếp cho Geico. Trong đơn, bà MO cho hay bà ta nhiễm HPV sau khi quan hệ trên xe với bạn trai hồi tháng 11 và tháng 12 năm 2000, tháng 11, tháng 12 luôn, 2 tháng liên tục, năm 2017, vì ông ta không nói ông ta bị bệnh này. Theo hồ sơ tòa án, HPV là căn bệnh phổ biến lây lan do quan hệ tình, do quan hệ và có thể gây ung thư cổ tử cung và một số bệnh viện khác, và một số bệnh ung thư khác. Bà MO tranh luận rằng chương trình bảo hiểm xe hơi của bạn trai có bồi thường cho thương tích và thiệt hại của bà ta. Bà MO ra giá bồi thường cuối cùng là 1 triệu. Sau khi Geico từ chối đáp ứng, bà MO đưa vụ này ra bên trung gian phân xử. Bên trung gian không những ủng hộ bà MO mà còn cho rằng bà ta phải được bồi thường 5.2 triệu mới xứng đáng. Và cuối cùng, tòa án cũng tán thành mức bồi thường này. Wow, kiện mấy năm chờ, tức là năm 2017 tới năm 2022 được 5.2 triệu, không biết có cái tiền có đóng thuế không, em không biết. Thì em không có giờ kiện, em không biết. Thì các bạn thấy đó, cái chuyện gì cũng có xảy ra hết. Ở trong xe mà quan hệ với nhau mà người phụ nữ hơn thì không mang bệnh là coi chừng bị kiện cái bảo hiểm nha các bạn. Hãy các người, các anh đàn ông thì hãy cẩn thận cái vụ này nha, khéo bị kiện đó. Thì trong cái này đó, nói là cái phần bảo hiểm có đền cho cái bồi thường cho bà ta, thì cái đó có thể là nó bồi thường theo cái phần mà personal injury, nhưng mà cái bệnh này mà chắc là bà ta cũng đã mang bệnh rồi hay sao đó, cho nên mới kiện thắng được. Thì các bạn cũng thấy đó, ở Mỹ cái gì cũng có thể kiện được. Quan hệ trong xe họ đem ra bảo hiểm ra họ kiện, chắc có lẽ là bạn trai của cô ta không có tiền cho nên phải kiện bảo hiểm. Thì các bạn cũng thấy đó, bên này cái gì cũng có thể kiện được hết, nên mình phải sống, phải cẩn thận nha các bạn. Thôi, em xin chấm dứt cái video tại đây nha. Em xin hẹn các bạn trong những video clip kế tiếp. Hôm nay cái video nó hơi dài tí xíu, nó hơi xàm tí xíu. Thì một lần nữa, ai mà biết cái anh đàn ông mà côn đồ này đó thì hãy nên tránh xa nha các bạn, để cho bên phía cảnh sát làm việc đi. Thôi, em xin hẹn các bạn trong những video clip kế tiếp. Và nhớ đăng ký để mà ủng hộ em nhé. Em xin hẹn các bạn trong những video clip kế tiếp. Bye bye.